Hello, xin chào các bạn Cứ vào thứ ba hàng tuần thì nền tảng chơi cờ vua trực tuyến lớn nhất hiện nay Chess.com đều tổ chức một giải đấu cờ chớp Với thời gian là 3 phút cộng 1 giây cho mỗi nước đi Có tên gọi là Title Tuesday Blitz Hay dịch ra tiếng Việt là ngày thứ ba danh vọng Giải đấu quy tụ các kỳ thủ hàng đầu tham dự Với tổng trị giá giải thưởng mỗi tuần là 5.000 đô Mà người thắng cuộc sẽ giành được giải thưởng trị giá 1.000 đô Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh của Việt Nam cũng rất hay tham gia giải đấu này và anh có 4 lần giành được chiến thắng. Hikaru Nakamura, ông Hoàng Cờ Chớp là người chiến thắng nhiều nhất với 40 lần. Vì vậy, anh rất tự tin vào khả năng của mình. Đặc biệt, với các đối thủ ở tầm kiện tướng quốc tế trở xuống thì anh vẫn thường sử dụng khai cuộc bông để trêu đùa đối thủ. Vào ngày 24 tháng 8 năm ngoái, thời điểm đó Lê Tuấn Minh vẫn còn là kiện tướng quốc tế, chưa đạt đủ chuẩn để trở thành đại kiện tướng như bây giờ anh cũng từng bị Hikaru sử dụng bông cloud để trêu đùa. Đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn. A. À, mặc dù ở thời điểm đó Lê Tuấn Minh chỉ là một kiện tướng quốc tế, nhưng mà liệu anh có giòn hay không? Mời các bạn theo dõi anh ngay sau đây. Ở ván này Hikaru Nakamura được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Lê Tuấn Minh đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Bất ngờ Nakamura đi vụ E2 hình thành khai cuộc mất dậy bông cloud. Tuấn Minh cũng không hề tức giận hay cay cú. Anh bình tĩnh phát triển mã C6. Tiếp theo trắng để tốt C3 ngăn mã đen phát triển tiếp lên B4 hoặc là D4. Đen phát triển tiếp mã F6 tấn công tốt trắng E4. Trắng để tốt D3 bảo vệ tốt E4 và mở đường cho tượng phát triển. Đen đẩy tiếp tốt D5 gạ đổi tốt và cũng mở đường cho tượng phát triển. Trắng lên hậu C2 kết hợp cùng tốt D3 bảo vệ tốt E4. Đen để tiếp tốt E5 tạo thành bộ ba tốt cực mạnh kiểm soát trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển mạng D2 dồn thêm quân bảo vệ tốt E4. Đen lên tượng E7 chuẩn bị nhập thanh. Trắng để tốt G3 mở đường cho tượng lên G2 kiểm soát đường chéo lớn. Đen phi tượng lên G4 chiếu. Trắng đẩy tốt F3 cản chiếu và tấn công lại tượng đen. Đen chạy tượng về E6 Trắng phát triển tượng H3 gã đổi với quân tượng mạnh của đen Nếu mà đổi tượng với trắng thì đen mất quân tượng cơ động Mã trắng ăn lại tượng đen Tiện đường cho trắng phát triển mã lên H3 rồi lui về F2 Do đó đen không đổi tượng với trắng Mà nên hậu D7 bảo vệ tượng và tấn công lại tượng trắng Trắng buộc lòng phải đổi tượng với đen Hậu đen ăn lại tượng trắng Trắng đành qua vua F2 để mở đường cho mã phát triển lên E2. Đen nhập thành. Trắng qua tiếp vua G2 ngăn hậu đen phi vào H3. Sau đó mới có thể phát triển được mã lên E2. Đen bình sẽ D8 chuẩn bị sẽ đổi tốt để mở hai cột trung tâm D và E. Trắng theo kế hoạch phát triển mã E2. Đen sẽ D7 chuẩn bị bình tiếp xe D8 trông quân trên cột D. Trắng lùi mã về F1 mở đường cho tượng phát triển đen theo kế hoạch bình tiếp xe D8. Ở đây trắng nên nhảy mã E3, sau đó nhảy tiếp lên F5 tấn công tượng đen. Nhưng mà như vậy thì sẽ lại chặn mất đường phát triển của tượng trắng. Do đó trắng lựa chọn phi tượng lên G4 tấn công mã đen trước đã. Đen sau khi đã tập trung đầy đủ lực lượng ở khu vực trung tâm, bắt đầu đẩy tốt C4 phát động tấn công. Trước việc các quân giáp lá cà như này, cuộc trao đổi quân là không thể tránh khỏi. Tốt trắng ăn tốt đen, Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen, hậu đen ăn tốt trắng, tượng trắng ăn mã đen, tượng đen ăn lại tượng trắng. Trắng phát triển mã e3 tấn công hậu đen. Đen lùi hậu về c5 tấn công lại mã trắng. Trắng nhảy ngay mã lên d5 bịt cột mở d lại, phong tỏa sức mạnh của hai xe đen trên cột mở d. Đen liền nhảy mã vào b4 tấn công mã trắng và thí mã nhằm mở cột d cho súng cao su kiểm soát. Tốt trắng c3 bị ghim không thể ăn được mã đen chẳng không còn cách nào khác đành phải lấy mã ăn về và tạm thời thì trắng lãi được một mã. Nhưng mà chỉ là tạm thời mà thôi. Cột D đã được mở thông, đen lập tức phi xe xuống D2 tấn công đôi hậu và mã trắng. Nếu trắng chạy hậu, chẳng hạn chạy hậu B3 thì xe đen ăn mã trắng chiếu, sau đó phi hậu vào F2, trắng sẽ bị chiếu hết sau vài nước nữa do đó trắng có lựa chọn chính xác là bình sẽ d 1 tấn công lại xe đen và đành chịu mất hậu xe đen thịt ngay hậu trắng thơm giòn béo ngậy mã trắng ăn lại xe đen như vậy trắng đã buộc lòng phải đổi một hậu lấy một xe một mã của đen để giải nguy hiện giờ thì lợi thế lớn đang nghiêng với đen với việc hơn chất như thế này đen đổi xe với trắng cũng được nhưng mà đấy chỉ là tính toán ở tầm sơ đẳng còn ở ván cờ thực tế đen lựa chọn hiệu C4 tấn công cả ba mục tiêu là mã và hai tốt của trắng. Trắng lên vua F3 bảo vệ được cho hai mục tiêu mã và tốt C4 và đây ngậm ngùi nhìn hậu đen ăn tốt trắng A2. Tiếp tục tấn công tốt trắng B2. Trắng phát triển mã E3. Ở đây thì hậu đen ăn tiếp tốt trắng B2 cũng được. Nhưng mà đen lựa chọn đẩy tốt H5, ngăn mã trắng nhảy lên G4, cũng có thể là ngăn vua trắng tẩu thoát trắng bèn phát triển mạng D5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tượng đen. Nếu mà ăn được tượng đen và chiếu vua đen thì có thể thịt tiếp được xe đen, lợi thế sẽ lại nghiêng về trắng. Tuy nhiên trắng không thể nào có cơ hội đó được. Đen đi xe D6 bảo vệ tượng. Giờ nếu mà mã trắng ăn tượng đen thì xe đen ăn lại mã trắng chiếu. Trắng sẽ phải chạy vua và lợi thế cho đen lại nhiều hơn một chút. Do đó trắng không dám ăn tượng đen mà để tốt B4 tránh bị hậu đen ăn mất Đen lùi hậu về C4 Lại tiếp tục gây xếp lên mã và tốt trắng E4 Làm cho vua trắng không thể di chuyển Trắng bí nước đành đẩy, đẩy tốt H4 Đen lùi tượng viện D8 Sau đó có thể đẩy tốt A5 gạ đổi tốt Hoặc là qua xe F6 chiếu Trắng lùi mã về E3 tấn công hậu đen Và mở đường cho xe tán, xe trắng tấn công xe đen Đen theo kế hoạch bình xe F6 chiếu Trắng nhảy mã F5 cản chiếu, đen phi tượng này B6 tránh đường tấn công của xe trắng và kiểm soát đường chéo chiến lược A7-G1. Nước sau sẽ để tốt G6 bắt chết mã trắng. Sau nước đi này, trắng chắc chắn mất thêm con mã, bởi vì nếu trắng chạy vua để tháo ghim cho mã F5 thì chỉ có nước chạy vua về G2. Khi đó thì hậu đen sẽ ăn mất mã trắng E2. Không còn gì để mất, trắng liều lĩnh phi xe xuống D6 gạ đổi xe. Đối thi đối Xe đen ăn xe trắng Mã trắng ăn lại xe đen và tấn công hậu đen Hậu đen D3 chiếu bắt mã Sau nước đi này Trắng chỉ có nước duy nhất là chạy vua G2 Và chắc chắn hậu đen sẽ ăn mã trắng E2 Chứ không thèm ăn mã trắng D6 Và với lợi thế cực lớn như này thì trắng Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Do đó biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Thần chớp Hikaru Nakamura đành dơ cờ trắng đầu hàng. Yeah! Như vậy tưởng rằng Lê Tuấn Minh giòn, Hikaru Nakamura đã dùng bông cờ lao bông đùa với anh. Nhưng thật không ngờ lại bị Lê Tuấn Minh vả cho vỡ alo. Lần sau thì chưa nhá Hikaru. Và sau nhiều lần chạm trán với Lê Tuấn Minh nữa, thì Hikaru đã tuyên bố rằng Tuấn Minh là một trong những kiện tướng quốc tế mạnh nhất thế giới và thực ra anh đã đạt trình độ đại kiện tướng từ lâu rồi. Thực tế đúng là như vậy. Nếu không phải dính 2 năm liền Covid thì Tuấn Minh đã lên đại kiện tướng từ lâu rồi chứ không phải chờ đến tận năm 2022 này nữa. Anh trở thành đại kiện tướng thứ 13 của Việt Nam. Theo các bạn thì ai sẽ đạt được danh hiệu đại kiện tướng thứ 14 của Việt Nam đây? Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách comment ở bên dưới nhé ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại